phát triển và hoàn thiện là hai cụm từ chỉ những trạng thái khác nhau của cây cảnh nghệ thuật. Vậy thế nào là phát triển và thế nào là hoàn thiện? Có tác phẩm hoàn thiện hay không sẽ là một câu hỏi mà nhiều người chơi cây cảnh nghệ thuật cùng quan tâm và cùng có những kiến giải của mình. Với quan điểm cá nhân, trong nội dung ngày hôm nay, cây cảnh Phục Quảng xin được chia sẻ, trao đổi cùng với các bạn về nội dung thế nào là phát triển và thế nào là hoàn thiện. Nguyên nghĩa của phát triển chính là sự thay đổi của sự vật hiện tượng theo chiều hướng tiến bộ, mà ở đây đó chính là những thay đổi của cái cây làm cho cái cây ngày càng hoàn thiện hơn, đẹp hơn. Đó chính là nguyên nghĩa của phát triển. Và ở đây thì các bạn đã có thể theo dõi thấy bằng những tác động của cá nhân, tác phẩm dưới đang từng bước được thay đổi về thế dáng tay cảnh. Và với tác động như thế này thì nhiều bạn cũng sẽ hỏi là sống hay chết. Nếu như cây sống đó chính là sự phát triển, còn cây chết chỉ là sự tác động theo chiều hướng xấu đi. Vậy thì cây sống hay cây chết? Mời các bạn tiếp tục theo dõi để chúng ta cùng đi tìm hiểu. Vâng, thưa các bạn, đây là hình ảnh của cây sau một thời gian chăm sóc và lần chỉnh răm tiếp theo của tác phẩm này các bạn nhé. Rõ ràng rằng dưới cái sự tác động vào tác phẩm thì đây là cái nguyên nghĩa của việc phát triển. Cây phát triển một cách tốt hơn, thay đổi thế dáng và hình dạng của cây. Còn hoàn thiện thì thế nào là hoàn thiện? Thưa các bạn, trước mắt các bạn đó là một cái tác phẩm ruối mà tôi đã xử lý. Như thế này đã gọi là hoàn thiện chưa ạ? Vâng, với cá nhân tôi, câu trả lời chính xác là cây tạm thời hoàn thiện. Tại sao lại tạm thời hoàn thiện? Bởi vì là các bạn đang theo dõi hình ảnh của cái cây, nó phát triển rất là tốt. Và đây cũng là cái lần chỉnh sửa tiếp theo của tôi. Thế thì nhiều bạn nói là cây hoàn thiện. Hoàn thiện có nghĩa là chúng ta không phải chỉnh sửa gì về cây nữa. Hoàn thiện ta hiểu ở đây có nghĩa là không còn cái gì phải xử lý cây nữa. Thế nhưng trong thực tế thì chúng ta nuôi nấng cây liên tục phát triển. Và các bạn biết là đối với dòng xanh si thì chúng ta vẫn dùng cái cụm từ là cây biến. Cây biến chính là sự phát triển của cây và thay đổi của cây. Như vậy thì khi các bạn định nghĩa nó là hoàn thiện thì là quá trình nuôi nấng nó lại tiếp tục phát triển và không thể gọi nguyên nghĩa của nó là hoàn thiện được. Trong thực tế thì chúng ta thường hay nói với nhau là cây hoàn thiện. Nếu nói như vậy thì nó thiếu đi cái độ chính xác. Và rất nhiều người lợi dụng cái cụm từ hoàn thiện này để đánh cháo cho cái tác phẩm của mình. Thế còn tôi theo quan điểm cá nhân thì cái hoàn thiện này nó cũng giống như vẻ đẹp của cây. Nó nằm ở cái góc cảm nhận của mỗi người. Còn nếu như để đưa ra khái niệm thế nào là đẹp, đúng không ạ? Thì rõ ràng là không có cái định nghĩa cụ thể về cái đẹp. Còn đối với cái hoàn thiện cũng tương tự như vậy. Đối với người này cảm thấy là đến độ điểm này cây đã hoàn thiện rồi. Hoặc có những người bảo như thế còn phải hoàn thiện thêm nữa. Tôi xin lấy một cái ví dụ cụ thể. Là một cái cây mà ngay từ ban đầu tác giả xác định là làm ba tán chẳng hạn. Khi xây dựng xong ba tán thì tạm thời được gọi là hoàn thiện. Nhưng trong quá trình điều tiết để cho nó cân xứng toàn bộ hệ thống tàn răm đối với cái tác phẩm cụ thể thì nó không thể gọi là hoàn thiện được. Như vậy cái nghĩa hoàn thiện nó chỉ mang tính chất tương đối và đối với cá nhân, chứ không thể nói là tác phẩm hoàn thiện đối với lại hệ thống cây cảnh nghệ thuật. Thưa các bạn, thực ra mới nhìn thì rất là hợp hố, nhưng mà sau khi bắt lông xong thì cũng khá nhiều điều để phải xử lý và phải bàn đối với lại cái tác phẩm Song Long Trầu Nguyệt này. Đây là toàn bộ cái bộ xương sau một cái thời gian trong, nó đã phát triển rất là đều và như tôi đã nói là không có cái tác phẩm nào mà tính chất nó là hoàn thiện cả. Vì cây thì liên tục phát triển, nó chỉ là mang cái tính tương đối thôi. Tức là sự hoàn thiện nó chỉ mang tính tương đối, nó mang tính thời điểm.
Và muốn một cái cây nó đẹp thì liên tục phải có sự điều chỉnh, chỉnh sửa để cho nó phù hợp. Và ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với cái buổi chỉnh sửa. Chỉnh sửa theo cái nghĩa là sự tiến bộ và phát triển, vì cây không ngừng lớn, cành không ngừng dài ra và hệ thống bệ rễ không ngừng to lên. Vậy thì chỉnh sửa sao cho nó phù hợp cũng sẽ lại là một cái bước nữa, và sau đây thì cây cảnh phục quả sẽ tiến hành xử lý tiếp.
Vâng, thưa các bạn, cuối cùng thì tác phẩm cũng đã được chỉnh sửa xong. Và với cái ý tưởng của cá nhân đó là hai con rồng cùng quay đầu về gốc, thì tôi đặt tên nó là Song Long Chầu Nguyệt. Và đây cũng là một trong những cái lần tôi tiến hành chỉnh sửa, hay nói một cái khác là cây phát triển đến thời điểm phải chỉnh sửa. Và mỗi một lần chỉnh sửa thì sẽ được một cái bộ răm nó dày hơn. Còn tính hợp lý như thế nào thì lại rất mong được sự đóng góp từ phía quý vị và các bạn. Và đồng thời để cùng với các bạn tiếp tục chủ đề, đó chính là việc tác phẩm hoàn thiện hay không hoàn thiện. Thì rõ ràng rằng tại thời điểm này, đối với cá nhân tôi là cây đã tạm thời hoàn thiện. Và trong thời gian tiếp theo, cây tiếp tục phát triển. Và với những ý kiến đóng góp của các bạn, tôi tiếp tục chỉnh sửa. Như vậy, tác phẩm này chưa thể gọi là hoàn thiện, mà nó chỉ là mang tính tương đối như đã được trình bày và chia sẻ với các bạn từ đầu. Một chút những kiến thức cơ bản của cá nhân xin được chia sẻ và rất mong được sự đóng góp từ phía các bạn. Trân trọng cảm ơn.